Alo. Vậy là khoảng bao lâu nữa? Vậy hả? Vậy cũng được. Vậy cũng được. Thằng Triet gọi nó rồi, nó đang mấy phút nữa nó tới. Thằng mấy chở qua bển cho. Gọi đi chi cho nắng. Lần đầu tiên Triet mới có cơ hội chở chiếc Cường hả? Lát chiều có tính đi hay là bận? Dạ, chiều anh công việc ơi, con sắp xếp đi chứ. Nếu bận cũng không sao, bận bận thì thôi, nếu không bận thì đi cũng được. Sắp xếp đường đi, cứ đường ở đợi.